Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cúng video hôm nay, Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng chiêm ngắm và giao lưu. Đây là vườn cây bonsai của anh Nhân, địa chỉ là An Nhơn, Bình Định. Thì vẫn tiếp tục cúng video, chia sẻ và giao lưu. Có một số bonsai từ hàng bưng bê đến hàng xây kích lớn. Trên cúng video này, quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ cùng anh. Đấy thì Thanh Phú thấy cũng khá nhiều bonsai quý vị. Đặc biệt cũng có một số hải châu. Anh chị em mình cùng tham khảo và giao lưu hải châu quý vị. Mùa hải châu, mùa hoa trái. Người trái hải châu quá đẹp không quý vị. Rồi quý vị cùng toàn thể anh chị em mình đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Rồi, chào anh. Chào anh Phú, chào anh em đại cảnh. Hôm nay mình cũng lên một cái like, mong anh em quay cái gì ủng hộ mình. Xin chào. Trước tiên là mình quay một cái cây sam, quay một cái cây sam. Sam trái. Đấy, mọi thông tin chi tiết anh chị em mình sẽ liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình. Sam trái này cái bộ đớ là nó từng đớ nó sẽ kéo mười lên hoàng đế 65 này nó nu cục nu đó cục nu cục nu nó là 25 hoàng đế này cái mà nó liên cầu nha, nó liên hết liên một cái bờ luôn. Ở đây mình đang nuôi nha, lúc này đến rồi nữa rồi. Trái quá vậy. Cái này có gì liên lạc mình trên cái số điện thoại. Đẹp là một tác phẩm được ký trên Hoàng Long Bộ, rất là đẹp. Để anh chị em mình nhấc máy lên để tham khảo và giao lưu. Rồi tiếp tục cũng là tác phẩm hải châu, tiếp tục một cây hải châu nha. Bộ đế ở dưới là 60 hoàng đế 60 chiều cao nó là 60 tán nó 80 cao 60 tán 80 đây hải châu là trái. Trái nó rất đẹp nè, trái đỏ nè. Xem trái không? Ở đang hoa rất là nhiều, chín cả cây. Đây. Trái quá to, quá đẹp. Nó bút sen nè. Bút sen. Có chia sẻ giá không ạ? Cái này mình đổi giá luôn, cái này là 9 triệu á. 9 triệu. Đây là tác phẩm hải châu này, 9 triệu quý vị. Đây còn cốt. Rồi tiếp tục cái tác phẩm hải châu bên trong. Hải châu này cái bộ đó là 87 hoàng đế 87 chiều cao nó là 60 cao 60 tán là 90 tán 90 cái này nó đang ra trái nha. Đây cũng đang ra trái. Ở đây. Đây là Giang Phú. Đây có cửa hình thú. Chậu này tên nó cứ 2 triệu nha anh em. Đây này mình có giá là 16 triệu. 16 triệu. Tác phẩm hay châu rồi. Tốt hình thú. Không lấy chậu là trừ ra 3 triệu. Một chiếc chậu không lấy là trừ ra 3 triệu.
Rồi tiếp tục, đây là hàng sao, để đó được rồi, để đó đi. Đấy hàng sao, xe này có bộ đế chân đế của nó là 65, đế 65 có cục nâu chiều cao đó là 50, cao 50, tăng đổ là 1m15, tăng 1m15. Cái này già lắm nha nè, cái này cực già, cái này là sâm hoa, cái sâm bông siêu già. Cây này mình có báo giá không? Cái này là cái này giá là 18 triệu nha. 18 triệu. Một tác phẩm là sâm núi, sâm hoa. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp là một cây me nha. À, một tác phẩm me. Me này là nó ra bông ra trái liên tục nha. Cho bông trái liên tục. Bộ đế nó là 65. Hoàng đế 65. Cái này cái nó mới vừa hết bông hết trái ra đây. Cục đế không, đây rất hay anh em, đây này là trái rất là nhiều. Mà trái rất là nhiều, có báo giá không những tác phẩm me như thế này? Cái này mình báo giá là 6,5 triệu nha. 6,5 triệu. Một người bê rất là nặng à. Chiều cao nó là 60, cao 60, tán nó là 73, tán 73. Đấy cũng là sâm núi. Tiếp là một cây sâm bông nữa nha. Sâm núi là sâm bông. Bộ đế nó là 58, đế 58. Chiều cao là 56, cao 56. Tán là 64, tán 64. Cái này nó già lắm nha nè. Bộ đế nó vừa lắm. Đây chỗ cái cục này. Đế to. Cục này 40 á, khoảng 40 cái hoành này đó. Giá bao nhiêu anh? Cái sâm bông này mình báo giá là 16 triệu nha. 16 triệu. Tác phẩm sâm núi sâm bông. Rồi, tiếp là hải châu. Tiếp là một cái hải châu nha, cái hải châu đây, hải châu đục đỏ nha. Cái này bộ đế rất đẹp nha. Ở châu bích đỏ. Cái này bộ đế là 65, đế 65, chiều cao 60, cao 60, tán là 88, tán 88. Cái này là đuôi rất đẹp nha anh em, cái dòng đỏ, cái dòng chân nó rất hay này. Mặt con này cũng rất đẹp, mặt con này cũng đẹp đấy. Con này đang nuôi, tay chân nó cũng to nút hết rồi, như con tay. Có giá không ạ? Cái này có giá là 10 triệu ha. 10 triệu cho một hải châu. Hải châu là một tác phẩm khế. Một tem nha, đó là một tem nha. Khế 1 mét. Cục khế này đẹp. Coi tử bên dưới. Thân nó là 65, phần 65. Chiều cao 60, cao 60. Tán 75, tán 75. Đây mặt bên này đẹp nha. Nó có cái tử này. Đây là cây khế chua nha. Một cây khế chua. Mặt bên này nè. Mặt này rất đẹp nha. Đây đặc sản một đế này thiếu, cái này cái giá là 7 triệu nha. 7 triệu một tác phẩm khế chua, cốt đẹp lắm. Rồi tiếp luôn, tiếp là cái dưới những tác phẩm dưới.
Bộ đế nó là 80, đế 80. Cái này nó cách không có luôn nha. Đây cái quá nha anh em. Cục dưới hay quá. Chiều cao. Chiều cao nó là 34, cao 34. Đáng là 50, đáng 50. Cái này bữa bữa nó cao lắm, mình mới hạ nha. Hạ bữa mình làm lại á. Cho nên là làm lại cho nó rút cây nè, mai mốt mình rút cái đầu ra nó ấm tàn hết. Không vót lên, không có mặt cắt. Không mặt cắt không có nè. Một xíu thôi. Theo không? Có giá không anh? Cái này mình đỡ giá là 2.8 nha. 2.8. Bên này cũng dưới. Cái này thì dưới. Dưới được quá. Bên nó là 30 tỷ. Hoành Trưng 37. Chỗ cái bên 28. Chỗ thân ra 28. Đây này nó lét kìa. Cái cuộn lại đẹp. Cuộn rất đẹp. Hay vũ nữa. Hay cuộn. Bao nhiêu anh? Cái này mình đỡ giá là 2.5 triệu chứ. 2.5 triệu. Một cây dưới hàng bên B. Rồi tiếp tục. Tiếp là một cây dưới. Cũng là hệ cốt quái. Cái này bộ đế là 70. Hoành đế 70. Thân bao nhiêu anh? Thân nó là 47. Thân 47. Chiều cao nó là 47. Cao cũng 47. Tán là 85. Tán 85. Cái này là dưới trái nha anh em. Thì dưới trái cho nó lấy cái này rất đẹp này. To này. Đấy. Nhìn to nghiệp con lấy xinh. To rất đẹp. Đi tàn cũng nhiều à. Cái này giá 8 triệu nha. 8 triệu. Khá là liền lạc. Rồi, ta nói tiếp không. Tiếp tục anh. Tiếp tục cái cây Hải Châu này nha. Bộ đớn nó là 50. Cỡ là tầm hoành đế nó 50. 50. Chào nó sâu 18 nó là 75. Tán khoảng 75. 75. Đấy anh chị em cùng xem. Cái này đớn rất đẹp nè. Đớn dạ dạ đó. Cây già. Cái này mình phải giá là 7.5 triệu nha. 7.5 triệu. Già cây nuôi lâu. Rồi sang con tượng này là Sam trụ tượng. Cái bộ đớ nó rất già nha. Bộ đớ nó 46. Hoành nó 46. Đây là già lắm. Chiều cao là 65. Cao khoảng 65. Tán đổ xuống là 70. Tán khoảng 70. Đây này đế nó cũng kính chậu. Đây nó già lắm. Đây nó rất già nha. Bộ đế nó hết chậu. Dạ. Cái này mình đỡ giá là 8 triệu nha. 8 triệu. Ơi Hải Châu. Hải Châu là nhân. Cái bộ đế này rất nhanh. Từ đây mình nó chạy qua đây nè. Cái này nướng dân lông nè. Cái này nó kẹt bé này. Rồi nó rất đẹp nha. Đây là cái vũ rừng nha, vũ thép nha. À, nó chạy cái rửa này rất hay. Từ bên con bay nó chạy qua bên này luôn. Như bằng vách. Ừ. Cái này cái nằm trên đảo nè. Cái này giá là 7 triệu. 7 triệu. Tác phẩm Hải Châu. Khá là khéo bồ cốt. Rồi mình vẫn chia sẻ tiếp tục. Sẽ là một cây sâm đổ. Cây sâm núi, sâm đổ.
Bộ đế nó là 44, hoàng đế 44, chiều cao nó là 32, cao tầm 32. Tháng 85. Tháng 85. Đây này già lắm rồi nha. Đây chúng già hết. Già quá già rồi. Bao nhiêu à? Cái đây 12 triệu nha. 12 triệu. Lấy một cái vùng đổ xuống. Đó là đẹp mắt ha. Già quá. Rồi, Hải Châu. Hàng chân rễ. Đây là cái chân đớ của nó, chân rễ của nó là 80 nha. Hoành chân nó 80. Đây này rất hay anh nè. Lần đo tổng hoành. Cao nó là 58. Cao khoảng 58. Tháng nó là 60. Tổng luôn khoảng 60. Đây chân rễ. Dạ không? Hay lắm nha. Mặt mình kiều cũng hay đó. Tại Hải Châu đó giá là 9 triệu nè. 9 triệu. Một tác phẩm Hải Châu hàng chân rễ. Rất già. Một cây treo Hải Châu. Tại Hải Châu. Cái kiểu đổ treo. Cái này cái đó khó đò. Đó là 40. Đó đò này cũng chừng 35. Khoảng 35, cái hoành này đây. Nó treo nha. Nó đây là cái lúa rừng nha. Nó có một tí lúa rừng. Mà đang trái trái như gì hết. Rớt cái cành xuống không hay. Cái này cây rơi, dán rơi nha. Hình như chậu Trung Quốc. Cái này giá là mình đỡ giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi bao xếp. Nhìn cũng khéo khéo quá vậy. Đây cũng khá nhiều tác phẩm bonsai. Rồi mình vẫn chia sẻ tiếp mà. Đấy anh chị em mình cùng xem như cùng tham khảo. Thôi một cây Hải Châu nữa nha anh em. Tiếp tục là Hải Châu. Hải Châu cái đứa này khoảng 20 tầm 27. Cái hoành đế đó khoảng tầm 27. Sổ tán. Nó là 1m 5. Tán khoảng 1m 5. Những cây dáng đổ. Trái cũng rất là nhiều. Tượng này là cao tới 72 nha. Cao tượng 72. Tượng to cao 72. Tượng lớn. Tượng này mua là giá mất 1 triệu rưỡi. Đấy một cái tượng khá lớn. Vào một tác phẩm Hải Châu. Cái này giá là 4 triệu nha. 4 triệu Hải Châu vào chậu tượng. Rồi những hàng bưng bê. Rồi vẫn tiếp những là một cái trang vàng. Trang vàng. Trang vàng bộ đớ nó là 38. Hoành đế tầm 38. Chiều cao nó 47. Cao khoảng 47. Tán nó là 50. Tán khoảng 50. Rồi già lắm nha nè. Nằm trong cái chậu xưa. Cái này mình bán giá, mà bán giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Cái trang vàng rất là già. Còn cái gốc trăng đỏ này cũng to. Đế của nó đỏ là 28. Chiều cao nó là 30-28 luôn. Khoảng 28 đế. Cao cũng 28. Tán nó là 37. Tán khoảng 37. Có nhiêu tiền rồi? Cái đó đối giá là 1 triệu 8. 1 triệu 8. Trăng đỏ. Đế là to. Bỏ bàn trà trang trí những cái không gian nhỏ hẹp. Đó là nhiều cây. Đó là một cây cốc. Rồi, tiếp cây cốc quá nha. Cây cốc đẹp nha. Nó đang ra hoa. Đang chín hoa. Chùm hoa ra mốt rất trái đẹp. Một đứa nó 30. Đế khoảng 30. Cái con này cũng ba mấy. Con này nằm giá ba. Cũng 30 cỡ đó. Nó thích. Ừ, là không ai được đúng rồi. Thích cái đồ rất đẹp.
rớt xuống là rớt cái cốt xuống cũng hay. Chùm hoa quá đẹp. Cái cốc này mình đối giá là 2,7 triệu nha. 2,7 triệu vào cái này kêu là cái gì anh? Cái châm hả? Nằm trong cái châm cái ghe của cha. À cũng khéo. Đấy anh chị em mình sở hữu về chơi. Tiếp là một cây sam trái nha. Đế của nó là bên là 30. Sam. Còn đế nó tầm trong 30. Chiều sam trái nó 40, tán nó là 45. Bán khoảng 45, cao khoảng 40. Tại vì sam nó bán 2 triệu. 2 triệu. À, 2 triệu. Sam trái. Thì đã nuôi cũng lâu rồi. Dạ. Yeah. Hai cây trang. Hai cây trang sen. Hai trang sen. Đế của nó 24. Hai cây ngang nhau hết, chiều cao 15. Cao 15, đế 24. Bán trên là 20. Trang sen. Trang sen. Đẹp. Cây này nó rút cây nó dè lắm nha anh em. Dè cốt dè cây. Chân sen này là mình bán giá là 2,2 triệu nha. 2,2 triệu một cặp chân sen. Tiếp là một gốc me. Là một cái chậu Trung Quốc. Bộ đó nó là 47. Hoành đế 47. Đây là hoành thân. Thân nó 30. Thân 30. Chiều cao là 54. Cao 54. Tán là 57. Tán khoảng 57. Đây rất đẹp và già lắm nha. Cái chậu, đây, cái chậu Trung Quốc đây là 1 triệu rưỡi nha. Đây, cái chậu tàu. Đây già. Cái mê mình có giá là 5 triệu à? 5 triệu. Thì đang là bước chục non. Cốt khéo. Dạ. Yeah. Đấy thì những tác phẩm bonsai anh Nhân chia sẻ, anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhắc máy lên liên hệ cùng anh và giao lưu. Trước khi kết thúc anh Nhân chào anh chị em vài tiếng. Thời lượng nó cũng quá dài, mình xin kết thúc cuốn video. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em. Rồi chào anh. Rồi, Thanh Phú cũng chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em bỏ chút thời gian xem hết video này. Hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Nếu anh chị em mình có nhã ý với tác phẩm nào thì cứ liên hệ với Nhân để giao lưu quý vị. Thì anh cũng có ship hàng trên toàn quốc. Đó thì những tác phẩm cây bonsai, anh chị em mình cứ chụp lại màn hình. Kết bạn Zalo cũng thông qua số điện thoại có trên màn hình quý vị. Đấy, những tác phẩm bonsai của anh Thành Phú thấy cũng còn khá là nhiều quá quý vị. Từ hàng bưng bê đến hàng xây kích cũng hơi to. Đấy, không gian chơi của anh. Rồi, Thành Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể cho anh chị em rất nhiều. Và hẹn gặp lại. Rồi, Thành Phú xin chào. Thank you.